Đây là review toàn bộ khu sản xuất giò chả. Cứ 2 rưỡi này là máy này là máy xay à anh? Đấy, máy xay này. Máy xay giò chả. Đấy. 2 rưỡi anh hoạt động. Giò rất là to. 2 rưỡi bắt đầu. Đấy, rồi. Máy xay giò chả này. Đây là máy cũng máy xay. Thế còn cái hôm mà em ở đây em xay rượu đấy, mà em về đấy là hôm đấy về xong anh ăn luôn à? Kê là cái gì anh? Nướng sông à? Khói. À sông khói. Thịt sông khói ạ. Thế còn cái này? Món như thế nào anh? Để hấp. Hấp. Rồi hấp giò chả. Anh làm để em thiết kế. Đây là anh ông chủ cơ sở, anh Lương đang bình chọn giữa làm sản phẩm ô cốp. Thế anh ấy để chuẩn bị sẵn vỏ vỏ đấy, phải về đấy. Rất là đơn giản nhưng mà cũng phải nói là đây là khuôn đúng không? Đây, còn có cả trái tim, giò trái tim. Giò ống này. Giò ống là giò trái tim đấy, khuẩn. Tất cả anh chị em ở khu vực thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu và các vùng lân cận nha. Muốn mua giò chả rõ nguồn gốc và tận gốc. Alo, và số điện thoại của anh là số bao nhiêu anh nhỉ? 0888 445567 445567. Gặp anh Lương, chị Dung đúng không ạ? 0888 445567. Đấy. Giò chả tận gốc. Cơ sở sản xuất mỗi ngày cung cấp hàng tấn giò chả ra thị trường.